Trên thế giới, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố 7 ngày quốc tang sau động đất. Các quốc gia gấp rút hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ, Syria. Mỹ phong tỏa khu vực khí cầu Trung Quốc rơi xuống. Máy bay chở khách của Nga bốc cháy tại Thái Lan. Nghị sĩ Úc dùng ChatGPT để cảnh báo về nguy cơ của AI. Tại Việt Nam, chưa ghi nhận công dân Việt bị ảnh hưởng sau động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Bắt giám đốc, phó giám đốc trung tâm đăng kiểm tỉnh Nghệ An cùng 9 thuộc cấp. Chật vật tại nơi có diện tích làm muối nhiều nhất Việt Nam. Trung Quốc xả nước mức thấp, đồng bằng sông Cửu Long ứng phó mặn sớm và sâu. Nguyên Ngọc xin được chào đón tất cả quý vị đến với tin tức cập nhật của ekip thực hiện trưa nay ngày 7 tháng 2. Kính chúc quý vị buổi trưa vui vẻ. Trên thế giới có những biến động mới gì? Kính mời quý vị cùng đến với tin đầu tiên liên quan đến trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Vào ngày 6 tháng 2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đất nước đã tuyên bố một tuần để tang và hạ cờ rủ tại nhà và các cơ quan ngoại giao trên khắp thế giới cho đến hết ngày 12 tháng 2. Có ít nhất 2.316 người thiệt mạng tại Thổ Nhĩ Kỳ và 13.293 người khác bị thương. Hai trận động đất lớn với tâm chấn ở tỉnh Kahamamaras và tàn phá 10 tỉnh ở đông nam đất nước. Còn tại Syria, có ít nhất là 1.444 người thiệt mạng và hơn 3.500 người khác bị thương sau thảm họa. Trong số hàng ngàn tòa nhà bị phá hủy thì có lâu đài Gaziantep, một địa danh lịch sử đã tồn tại hơn 2.000 năm. Cơ quan khảo sát địa chất Đan Mạch và Greenland cho biết, chấn động từ trận động đất nói trên đã được cảm nhận ở tận Greenland, nơi cách xa tâm chấn khoảng 2.600 km. Nhiệt độ xuống thấp cũng làm cản trở những nỗ lực tìm người sống sót và hàng ngàn người bị thương hoặc người vô gia cư. WHO mới đây cũng đã đưa ra lời cảnh báo rằng con số thương vong có thể tăng lên gấp 8 lần khi lực lượng cứu hộ tìm thấy nhiều nạn nhân hơn trong đống đổ nát. Vâng thưa quý vị, sau trận động đất vào ngày 6 tháng 2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết khoảng 45 quốc gia đã đề nghị hỗ trợ nước này trong các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn. Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ đã huy động các đội tìm kiếm cứu hộ để giúp Ankara. Có ít nhất 13 quốc gia thành viên EU đã đề nghị hỗ trợ. Khối sẵn sàng giúp đỡ Syria thông qua các chương trình hỗ trợ nhân đạo. Trong khi đó, các đội cứu hộ của Moscow đang chuẩn bị bay tới Syria. Lực lượng Nga triển khai tại Syria đã cử 10 đơn vị gồm 300 người giúp dọn dẹp các mảnh vỡ và tìm kiếm người còn sống sót. Nga cũng đã đề nghị giúp đỡ Thổ Nhĩ Kỳ. Séc, Anh, Hy Lạp, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Ba Lan, Romania cũng đã điều nhân sự để cứu hộ. Ngoài ra, Thủ tướng Israel cũng đã chấp thuận yêu cầu viện trợ nhân đạo cho Syria. Bộ Ngoại giao Đức đang phối hợp phản ứng viện trợ với EU và sẵn sàng gửi máy phát điện khẩn cấp, lều, chăn và các thiết bị xử lý nước. Vào chiều ngày 6 tháng 2, Cơ quan ứng phó thiên tai Thổ Nhĩ Kỳ thông báo ghi nhận cơn địa chấn thứ 2 mạnh 7,6 độ Richter ở vùng Kahamamaras sau trận động đất lớn vào sáng cùng ngày. Mỹ phong tỏa khu vực khí cầu Trung Quốc rơi xuống. Theo Reuters đưa tin, tuần duyên Mỹ vào ngày 6 tháng 2 thông báo lập vùng an ninh rộng gần 19 km ngoài khơi biển Shropshire, bang Nam Carolina, cấm các phương tiện di chuyển vào khu vực này khi chưa xin phép. Giới chức Mỹ cho biết, động thái nhằm bảo vệ người dân khỏi các mối đe dọa tiềm tàng liên quan tới các vật thể trên biển. Vùng cấm sẽ được duy trì đến hết ngày 18 tháng 2. Thông tin được công bố trong bối cảnh tướng Grant Van Hook, chỉ huy Bộ Tư lệnh Phương Bắc quân đội Mỹ, không loại trừ khả năng khí cầu Trung Quốc được cài chất nổ để tự hủy. Ông thừa nhận không có bằng chứng ủng hộ nhận định này, nhưng nhấn mạnh đó là một trong những yếu tố được xem xét trước khi quyết định bắn hạ mục tiêu. Lầu Năm Góc trước đó thông báo Hải quân Mỹ đang dẫn đầu chiến dịch tìm kiếm và trục vớt mảnh vỡ khí cầu Trung Quốc bị bắn rơi vào ngày 4 tháng 2, nhưng không cho biết hoạt động này sẽ kéo dài trong bao lâu. Các mảnh vỡ đang được thu thập trên khu vực rộng 1,5 km. Máy bay chở khách của Nga bốc cháy tại Thái Lan. Truyền thông Thái Lan vào ngày 6 tháng 2 đưa tin một máy bay chở 321 người của Nga bị cháy động cơ, nổ lốp khi đang cất cánh từ sân bay quốc tế Phuket của nước này, buộc phi công phải hủy việc khởi hành đã định. Theo cơ quan quản lý sân bay này, vụ việc xảy ra vào 4 giờ 30 phút chiều ngày 4 tháng 2 khi máy bay đang khởi hành từ Phuket về Moscow theo lịch trình. Các nhân viên kiểm soát không lưu đã phát hiện khói bốc lên từ động cơ bên phải của chiếc Boeing 737-300ER. Trong khi đó, hành khách cho biết đã nghe thấy tiếng nổ và tiếng kêu răng rắc trước khi máy bay bốc cháy. Càng cánh của máy bay cũng bị hư hại. Máy bay gặp sự cố đã hoạt động được 26 năm.
Hành khách sau đó đã được cung cấp nơi nghỉ, bữa ăn và nước uống trong khi chờ chuyến bay tới Moscow. Azure Air là hãng hàng không sở hữu máy bay này đã từ chối bình luận về sự việc. Hãng này cũng cho biết các chuyên gia kỹ thuật hàng không đã bắt đầu xem xét và xử lý các trục trặc. Vụ việc khiến cho tất cả các chuyến bay tại sân bay Phuket bị hủy từ tối ngày 4 tháng 2 tới sáng ngày 5 tháng 2, buộc các máy bay khác phải bay vòng trên không rồi hạ cánh xuống các sân bay lân cận. Tiếp theo là một sự việc khiến nhiều người quan tâm, nghị sĩ Úc dùng ChatGPT để cảnh báo về nguy cơ của AI. Vào ngày 6 tháng 2, nghị sĩ Đảng Lao động Liên bang, ông Julian Hughes vừa sử dụng bài phát biểu trước Quốc hội Úc đầu tiên bằng ChatGPT, một công cụ trí thông minh nhân tạo đang làm mưa làm gió trên thế giới. Đáng chú ý, nội dung bài viết cảnh báo rằng trí tuệ nhân tạo có thể được khai thác để hủy diệt hàng loạt. Nghị sĩ Hughes cũng đã kêu gọi có một sách trắng hoặc cuộc điều tra để xem xét rủi ro và lợi ích của trí thông minh nhân tạo, cảnh báo rằng nó có thể dẫn đến việc sinh viên gian lận, mất việc làm, phân biệt đối xử, thông tin sai lệch và các ứng dụng nhân sự không thể kiểm soát. Theo ông, càng ngày càng có nhiều các nhà khoa học đánh giá rủi ro đặt AI trước các tiểu hành tinh, biến đổi khí hậu, siêu núi lửa, ngọn lửa mặt trời tàn phá hạt nhân hoặc là đại dịch có tỷ lệ tử vong cao. Trước đó, vào năm 2014, người sáng lập Tesla, tỷ phú Elon Musk cũng đã kêu gọi quy định về AI, cảnh báo rằng ông coi đây là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với sự tồn vong của loài người. Vâng, thưa quý vị, ChatGPT cũng đang làm chao đảo người sử dụng công nghệ tại Việt Nam. Có rất nhiều luồng thông tin được công cụ này đưa ra câu trả lời rất uyên thâm. Tuy nhiên, cũng có nhiều câu trả lời mà công cụ này đưa ra là tình huống dở khóc dở cười với người dùng. Ví dụ như có một câu hỏi ChatGPT như sau. Một cầu vồng có mấy màu? ChatGPT trả lời, một cầu vồng có 7 màu. Câu hỏi tiếp theo, thế ba cầu vồng có mấy màu? ChatGPT đưa ra câu trả lời không gì có thể bất ngờ hơn. Ba cầu vồng có 21 màu. Kỳ thực thì ChatGPT lập trình câu trả lời này theo số đếm, trong khi nếu là người thì sẽ trả lời và hiểu câu hỏi này là câu hỏi mẹo và đáp án sẽ chỉ là 7 màu mà thôi. Thêm một tình huống khác, một góc nhìn năng động của ChatGPT về nhân vật Chí Phèo của Nam Cao. Hỏi, nhận xét về nhân vật Chí Phèo của Nam Cao. ChatGPT trả lời như sau. Nhân vật Chí Phèo trong tiểu thuyết Nam Cao của tác giả Nam Cao là một nhân vật đầy năng động và độc đáo. Anh ta là một nhân vật trẻ trung và tự lập, có khả năng tự giải quyết những vấn đề và đối diện với những thách thức trong cuộc sống. Chí Phèo cũng có một tính cách dũng cảm và cứng rắn, giúp anh ta chinh phục những khó khăn và thành công trong cuộc sống. Vâng, và thưa quý vị, khi có nhiều ý kiến cho rằng ChatGPT sẽ sớm thay con người làm văn và viết kịch bản, thì đây là những tình huống cho thấy có vẻ như công nghệ AI này cũng đang có điểm yếu của mình. Nếu như con người hoàn toàn tin vào trí thông minh nhân tạo thì sẽ đưa đến hậu quả gì trong tương lai, chúng ta sẽ khó có thể tưởng tượng được. Trước mắt, chúng ta không thể biết trước được trí thông minh nhân tạo sẽ đưa loài người đi tới đâu. Tuy nhiên, một số người làm trong lĩnh vực khoa học, đặc biệt là khoa học thân thể người, thì có những nhận định riêng của mình. Ví dụ như bác sĩ Trương Hữu Khanh đã viết trên Facebook của mình rằng AI, trí tuệ nhân tạo, ngành khác thì không biết, chứ ngành y không thay được lâm sàng. Hỏi, quan sát, khám, con người kinh nghiệm, sự nhạy cảm, cái tâm thì không thể thay được. Và quý vị có suy nghĩ gì về xu hướng khá mới nói chuyện với AI và xin lời khuyên từ công cụ này? Quý vị đã thử nói chuyện với ChatGPT chưa? Hãy để lại comment bên dưới cho Khỏe Tự Nhiên biết quý vị nhé! Vừa rồi là tin thế giới và tiếp sau đây mời quý vị cùng đến với phần tin tại Việt Nam. Như chúng ta vừa nghe thông tin về trận động đất mạnh 7,8 độ Richter, thưa quý vị, xảy ra tại Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ giáp với Syria vào ngày hôm qua, khiến cho hàng ngàn người thiệt mạng. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đề nghị Đại sứ quán tại Thổ Nhĩ Kỳ và tại Iran kiêm nhiệm Syria liên hệ tìm hiểu và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ nếu có nạn nhân là công dân Việt Nam. Bộ Ngoại giao cho biết, đến cuối ngày 6 tháng 2 chưa ghi nhận người Việt nào bị ảnh hưởng. Để được hỗ trợ trong trường hợp cần thiết, công dân có thể liên hệ theo đường dây nóng của Đại sứ quán tại Thổ Nhĩ Kỳ. Số điện thoại 90545-785-8548. Tại Iran, kiêm nhiệm Syria 989-306-459-865. Tổng đài bảo hộ công dân 84981-848484. Liên quan đến việc hai người Việt mất tích trong vụ chìm tàu cá ở Hàn Quốc vào đêm ngày 4 tháng 2, đến ngày hôm qua ngày 6 tháng 2, phía Hàn Quốc đã phát hiện được 4 thi thể nạn nhân chưa rõ quốc tịch.
Sau khi nhận thông tin, Đại sứ quán đã làm việc với các đơn vị liên quan, đề nghị xác định nhân thân thuyền viên bị nạn, liên hệ thông báo cho gia đình và hướng dẫn các thủ tục cần thiết, triển khai các biện pháp bảo hộ cần thiết. Trước đó, vào khuya ngày 4 tháng 2, ở ngoài khơi huyện Sinan, tỉnh Jeollanam, Hàn Quốc, một tàu cá bị chìm khiến cho 9 trên 10 thuyền viên bị mất tích, trong đó có 2 công dân Việt Nam, 3 người được các thuyền gần đó cứu hộ và chuyển đến bệnh viện. Hiện việc tìm kiếm 5 thuyền viên còn lại vẫn đang được phía Hàn Quốc tiếp tục, nguyên nhân vụ việc chưa được công bố. Tiếp theo là thông tin liên quan đến sai phạm hoạt động đăng kiểm. Vào chiều tối ngày hôm qua ngày 6 tháng 2 tại Nghệ An, cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự 13 người tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh trực thuộc Sở Giao thông Vận tải về hành vi đưa, môi giới, nhận hối lộ. Trung tâm này có 2 cơ sở, một là ở thành phố Vinh và một là ở thị xã Thái Hòa, Nghệ An. Đáng chú ý, trong 13 người bị tạm giữ thì có giám đốc và 2 phó giám đốc trung tâm, ngoài ra còn có 4 trưởng các phòng kiểm định và 3 nhân viên đăng kiểm. 3 người có hành vi môi giới cũng đã bị bắt để phục vụ điều tra. Cảnh sát xác định, các đăng kiểm viên và bộ phận kiểm tra hồ sơ ban đầu đã nhận phương tiện đến đăng kiểm qua người môi giới. Theo đó, ngoài tiền thu theo quy định, chủ xe phải chi 200.000 đến 1 triệu đồng cho các cán bộ đăng kiểm tùy vào lỗi vi phạm. Ngoài ra, để bỏ qua các lỗi như là thiếu đăng ký gốc, thiếu giấy hẹn của cảnh sát giao thông, thiếu giấy thế chấp ngân hàng, bộ phận kiểm tra hồ sơ ban đầu móc nối với người môi giới nhận hối lộ từ 100.000 đến 300.000 đồng từ chủ xe. Số tiền nhận hối lộ sau đó được chia theo tỷ lệ, vị trí công việc định kỳ 2 tuần một lần. Chật vật ở nơi có diện tích làm muối nhiều nhất Việt Nam. Thưa quý vị, với diện tích làm muối là 1.280 ha, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu được xem là nơi sản xuất muối lớn nhất toàn quốc. Tuy nhiên, ở vụ này, người dân nơi đây đã chật vật ngay từ đầu năm. Với gần 30 năm làm nghề, một người dân ở xã Điền Hải, huyện Đông Hải cho biết, vụ muối thường bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 4 âm lịch năm sau. Việc sản xuất phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, trời nắng gắt sẽ được mùa, trời mưa thì mất mùa. Năm nay dù đã 3 lần cải tạo lại ruộng, nhưng người dân này chưa cào được đợt muối nào do mưa. Những năm trước, ở thời điểm này, ông đã cào xong đợt 1 và chuẩn bị cho đợt 2. Theo báo Lao động, đại diện hợp tác xã Diêm Nghiệp Huy Điền, xã Điền Hải cho hay, được giao 42 ha quỹ đất để làm muối. Đầu vụ năm 2022-2023, việc sản xuất của hợp tác xã gặp rất nhiều bất lợi do mưa muộn. Mấy ngày qua trời âm u, không đủ nắng và không khí lạnh kéo dài ảnh hưởng lớn đến nghề muối của bà con. Trong khi đó, độ mặn chỉ đạt khoảng 50% so với muối kết tinh. Về vấn đề này, ông Hồ Thanh Tuấn, trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đông Hải nhận định, vụ muối này là vụ khó khăn do mưa trái mùa cùng với thời tiết bất lợi. Hiện bà con chưa thu được hạt muối nào, chậm 30-45 ngày so với cùng kỳ hàng năm. Trung Quốc xả nước mức thấp, đồng bằng sông Cửu Long ứng phó mặn sớm và sâu. Mới đây, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam cảnh báo, trong tháng này, ở đồng bằng sông Cửu Long, độ mặn tại vùng giữa đạt 4 phần nghìn, có thể xâm nhập sâu 45-60 km. Với vùng ven biển, xâm nhập mặn vào sâu 45-60 km trong tháng 2 và có thể vào 65-75 km ở tháng 3. Từ đầu năm đến nay, nguồn nước ở thượng nguồn đổ về đồng bằng sông Cửu Long thất thường. Theo dự báo, việc xâm nhập mặn lớn vào mùa khô năm nay, tương tự năm 2020-2021, độ mặn 4 phần nghìn có thể tiến sâu 50 km vào sông Hậu. Tại Bến Tre, từ ngày 2 tháng 2, mặn bắt đầu xuất hiện và lên nhanh vào rằm tháng Giêng và đã xâm nhập vào các xã ở huyện Chợ Lách với độ mặn cao nhất là 2,8 phần nghìn. Dự báo đến ngày 21 tháng 2 tới, mặn sẽ lên trở lại và tại Vĩnh Long, độ mặn trên các sông chính lên nhanh, sấp xỉ và cao hơn so với cùng kỳ năm 2022. Trước tình hình trên, các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long đang khẩn trương các biện pháp ứng phó. Tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các huyện, thị xã theo dõi sát tình hình, đồng thời khẩn trương trữ nước ngọt, vận hành công trình thủy lợi, đảm bảo trữ đủ nước ngọt trong thời gian xâm nhập mặn và trong cả mùa khô. Tỉnh Kiên Giang yêu cầu các khu vực rà soát, xác định nơi có nguy cơ thiếu nước, xâm nhập mặn, vận hành hiệu quả hệ thống cống thủy lợi vùng tứ giác Long Xuyên, ven biển An Biên, An Minh, đê bao U Minh Thượng và đê bao Ô Môn, xả no phục vụ sản xuất sinh hoạt. Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam cho biết, trong 2 tuần gần đây, Thủy điện Cảnh Hồng, Trung Quốc xả nước xuống hạ lưu sông Mekong mức rất thấp, chỉ khoảng từ 650 đến 904 m khối trên giây. Nếu việc xả nước từ thượng nguồn tiếp tục kéo dài như trên, khả năng xâm nhập mặn sớm và sâu kéo dài từ nửa cuối tháng 2 và sang tháng 3 ở đồng bằng sông Cửu Long là rất cao. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa nay của Khỏe Tự nhiên. Trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin tối hôm nay.